Cái thông dáng siêu. Đây có lại mặt chính. Để dốc lên đây. Để dốc lên. Cắt cành đầu tiên, cành thứ hai là đũa. Có thật trả lại gốc. Quật lại. Bay ra ngoài. Và cành thứ nhất nhỏ, chỉ có hai nhánh thôi. Bây giờ nó sẽ sao để ngoặt lại chữ S đấy. Cái thứ hai phóng về gốc, cành thứ ba thứ tư cũng rõ ràng là trên cây, có thể gọi là cây hai cành một ngọn cũng được. Đây, cái đỉnh đây. Quay lại một cái cây này. Trái lắm, nhìn thấy không? Quay được. Cây mặt sau. Cây thông tại triển lãm Văn Giang lần thứ hai tháng 3 năm 2019 mình đặt video ở đây.